chu cha, nhìn cái chảo súp phô mai nó hấp dẫn chưa kìa. Hello, hôm nay dì sẽ dẫn mọi người đi khám phá tour Hồ Thị Kỷ nha. Quán đầu tiên dì sẽ review đó là xiên nướng khạp khạp. Cái tên dễ thương dễ sợ luôn. Tới đây các bạn cứ lựa nha, cá viên, bò viên, xúc xích, rồi gà, rồi hồ lô, nó cứ bóc lên rồi nè. Sau đó nhân viên sẽ nướng lại cho mình và chan cái sốt thái, và cuối cùng là sốt phô mai thần thánh. Trời ơi, hấp dẫn gì đâu luôn á. Nhất là cái nước sốt thái này nè, chua chua cay cay, xỉu ốc xỉu đa luôn đó cả nhà ơi. Nhân viên với anh chủ đây siêu nhiệt tình luôn. Đang có chương trình là cứ like bay một cái là tặng một muỗng sốt. Mình ba người like ba cái là được ba muỗng luôn. Trời ơi, quốc đã dễ sợ luôn á. Cái sốt phô mai nó béo ngậy luôn nè. Mấy cái cây này mà thấm đậm sốt phô mai với lại cái sốt thái cây cây ngon muốn xỉu. Đi từ Hồ Thị Kỷ vô nhìn bên tay phải là các bạn sẽ thấy quầy nướng liền luôn á. Thơm phức luôn á trời, nhìn cái quầy là muốn gom hết về nhà luôn. Mà công nhận chứ cái sốt phô mai đây đỉnh thiệt sự. Giá ở đây á chỉ từ 10 tới 15 ngàn một xiên thôi nè. Các bạn hãy đợi tập tiếp theo của series chợ Hồ Thị Kỷ nha. Bye bye.